Khi lên giường, chỉ có đàn ông thật lòng yêu, muốn bên bạn cả đời, mới có năm hành động chăm sóc nhỏ nhặt này. Khi gần gũi ân ái, chỉ có đàn ông yêu thật lòng, mới có những hành động chăm sóc nhỏ nhặt như thế này dành cho bạn. Bạn thử nghĩ lại xem, người đàn ông của mình liệu có những hành động nhỏ này không? 1. Chủ động dùng biện pháp tránh thai. Nếu hai người chưa có ý định mang thai, thì biện pháp an toàn nhất là dùng bao cao su khi quan hệ. Thực tế, không phải người đàn ông nào cũng thích phương pháp này, vì sẽ hạn chế cảm giác thăng hoa trong tình dục. Nhưng người đàn ông muốn bên bạn cả đời sẽ nghĩ cho bạn đầu tiên, cũng là nghĩ cho tương lai của cả hai. Anh ấy không muốn bạn thiệt thòi chỉ vì sự ích kỷ hay bất cẩn của mình. Thậm chí, anh ấy sẽ là người chủ động, chuẩn bị và sử dụng bao cao su, chứ không cần bạn phải lên tiếng nhắc nhở. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không muốn bạn dùng thuốc tránh thai với nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Anh ấy vì nâng niu, yêu chiều bạn mà bảo vệ sức khỏe và niềm vui cho bạn. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ chỉ muốn hưởng thụ khi trên giường cùng bạn. Anh ta không quan tâm việc cơ thể của bạn sẽ mang thai và cả hai có một tương lai chưa có kế hoạch. 2. Chủ động vệ sinh sạch sẽ trước khi gần gũi bạn. Nhiều người đàn ông thường cho mình cái quyền xuề xòa bừa bộn. Họ cho rằng mình là đàn ông thì nôi thôi một chút cũng không sao, và chỉ cần phụ nữ sạch sẽ, thơm tho là được. Bởi thế, nhiều người dù chưa tắm rửa sạch sẽ vẫn muốn gần gũi vợ. Nhưng đây lại là điều khiến chất lượng chuyện ấy giảm sút, thậm chí là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ. Người đàn ông yêu vợ sẽ chú ý đến điều này, luôn muốn mình sạch sẽ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, cũng là cho cả hai cảm giác thoải mái khi gần gũi. 3. Trò chuyện, hỏi về cảm giác mong muốn của bạn. Trong hôn nhân, giao tiếp, trò chuyện quan trọng ngay cả khi trên giường. Khi vợ chồng giao tiếp thì mới biết cả hai muốn gì, cần gì. Người chồng thương vợ, luôn muốn vợ có những phút giây vui vẻ, thoải mái. Vì vậy anh ấy sẽ thường xuyên hỏi han bạn, muốn biết bạn cảm thấy thế nào, làm sao để bạn thấy thỏa mãn nhất. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh ấy quan tâm đến cảm xúc của bạn, thậm chí là chiều theo những gì bạn muốn. Khi ở trên giường, đàn ông thật lòng luôn có nhu cầu thỏa mãn đối phương. Vì thế, nếu anh ấy có hỏi về điều này, hãy thành thật chia sẻ để cả hai có những giây phút khó quên khi bên nhau. 4. Muốn cùng bạn tắm rửa, trò chuyện trước khi ngủ. Thông thường sau mỗi cuộc ân ái, đàn ông sẽ muốn được ngủ ngay, còn phụ nữ lại thấy tủi thân nếu đối phương không quan tâm đến mình. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ thấu hiểu cảm giác này của bạn. Anh ấy sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn khi cả hai đã xong việc. Anh ấy thậm chí muốn tắm rửa cùng bạn, trò chuyện, vỗ về bạn trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt như vén tóc, đắp chăn hay điều chỉnh điều hòa, lấy nước cho bạn. Khi đàn ông để bạn vào trong tim, để mọi thứ thuộc về bạn vào trong mắt, thì sẽ có những hành động chăm sóc nhỏ nhặt nhưng thể hiện tình cảm đậm sâu nhất. Sau mỗi cuộc ân ái, anh ấy luôn dành những cử chỉ nhỏ, yêu chiều, quan tâm đến bạn. Chẳng hạn như vén tóc, giúp bạn thoải mái hơn.
nếu trời lạnh, anh ấy sẽ đắp chăn cho bạn. Anh ấy biết bạn nửa đêm sẽ khát nước, liền lấy sẵn một cốc để cạnh giường cho bạn. Sợ bạn giữa đêm sẽ lạnh, anh ấy sẽ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Đây là những hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự yêu chiều, tình cảm ấm áp, muốn bảo vệ bạn cả đời của đàn ông. Ba điều phụ nữ tuyệt đối không được làm nếu muốn chồng chung thủy cả đời. Chỉ cần nhắc nhở bản thân không được làm ba điều này thì phụ nữ thông minh sẽ có hôn nhân hạnh phúc, chồng cả đời chỉ biết mỗi vợ. Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng chung thủy hết lòng, phụ nữ thông minh chỉ cần không phạm phải ba sai lầm này là đủ. 1. Dùng chiến tranh lạnh để hơn thua với chồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa, cãi vã hay mâu thuẫn. Thậm chí đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt, nhưng vì không nhượng bộ nên những hục hặc, bất hòa cứ chồng chất từng ngày. Cách duy nhất để tháo gỡ những khúc mắc chính là ngồi lại với nhau, bình tĩnh giải thích, chân thành lắng nghe, tiếp thu. Nếu cứ dùng chiến tranh lạnh để làm khổ chồng, để bắt anh ấy phải xuống nước, bắt chuyện trước mỗi khi trục trặc, thì lâu dần đàn ông sẽ thấy chán ngán, mệt mỏi. Họ không muốn phải tiếp tục nhượng bộ người vợ không hiểu chuyện, cũng không muốn bị kiềm kẹp bởi những điều vô lý. Nếu phụ nữ khở dại cứ tiếp tục sai lầm này thì ngày chồng ngoại tình chạy theo bồ nhí chỉ là sớm muộn. 2. Muốn kiểm soát sai khiến chồng. Dù đã kết hôn, đã là người một nhà, nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ cần tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Là phụ nữ, dù có sợ mất chồng đến mấy, bạn cũng đừng xem việc kiểm soát thời gian là cách giữ chồng. Hãy nhớ, đàn ông nào cũng muốn được tự do đi gặp gỡ bạn bè, cũng muốn cuối tuần có thể uống vài ly bia với chiến hữu và được sống với sở thích, đam mê của mình. Người vợ có thể không thích bạn bè của chồng, nhưng đừng cấm cản họ gặp bạn của mình. Cũng đừng bắt chồng phải khai báo với mình về lịch trình của anh ấy. Bạn càng kiểm soát, càng theo dõi thì chồng càng nảy sinh tâm lý phản kháng. Lâu dần, những khó chịu, bức bối trong lòng sẽ bộc phát, khiến đàn ông có gia đình muốn buông bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để tìm thấy tự do cho bản thân. 3. Dùng đơn ly hôn để đe dọa. Vợ chồng sống với nhau là nhờ duyên nợ giữa hàng tỷ người, nhưng cả hai vẫn tìm thấy nhau, yêu thương nhau, nguyện cùng nhau già đi trong hạnh phúc. Vậy thì hà cớ gì chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà chị em lại dùng câu nói ly hôn đi để kết thúc những giận hờn, tranh cãi. Việc dọa dẫm, hù dọa ly hôn chỉ khiến bạn trở nên trẻ con, thiếu chín chắn trong mắt đối phương. Hơn cả, anh ấy sẽ nghĩ rằng vợ không hề xem trọng cuộc hôn nhân hiện tại, không hề xem trọng sự có mặt của anh ấy trong đời. Nếu không dừng ngay việc làm tai hại này, thì sẽ có ngày khi bạn vừa dứt lời ly hôn đi, chồng sẽ đáp lại: ừ, ly hôn thì ly hôn. Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan tinh tế, bạn cần tránh xa những sai lầm trên để không đánh mất người đàn ông mình yêu thương, hạnh phúc mình đang nắm giữ.